Trong bài 7 này chúng ta sẽ nghiên cứu về regular expression nhé. Thì tôi đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái new file nhé. TST.py. Một cái tên là gì cũng được. Và để mà sử dụng regular expression thì mình phải import re nhé. Và để sử dụng regular expression thì đầu tiên tôi sẽ làm một cái ví dụ minh họa. Tôi có một cái string s bằng ví dụ tôi sẽ lấy nó và tôi sẽ để là gì nhỉ, lorem. Và chúng ta sẽ view cái này với cái gì, workgroup. Chúng ta đây là, và chúng ta đóng cái nháy này, đồng tuần s. Việc đầu tiên chúng ta thử print cái này ra nhé. Print s. Và chúng ta có một cái string. Chẳng hạn ta cho mấy con số vào đây chẳng hạn. 22 166 chẳng hạn. 773 ví dụ thế. Được chưa? Thì ví dụ thì ở trong muốn tìm tất cả những cái con số ở trong này thì chúng ta sẽ làm một cái gọi là re.final. Và chúng ta sẽ ở cái pattern này thì chúng ta sẽ để là r nhé, là raw string đấy. Và chúng ta sẽ đưa vào cái string của mình đây sẽ là gì, là s thì chắc chắn là s rồi nhé. Được không? Chúng ta tìm kiếm ở trong này tất cả những con số chẳng hạn thì chúng ta chỉ việc đưa vào đây là chéo đi là tất cả những cái con số, và cái tần suất của nó là xuất hiện là bao nhiêu lần, nó có thể là từ 1 cho đến 7 lần hay là đến 5 lần hay đến bấm chỗ này, chỉ nó không lớn hơn thì chúng ta chỉ cần đến 4 5 là được rồi. Còn tuần s. Và chúng ta gán vào đây là đi bằng đi, có nghĩa là các con số đấy nha, hoặc là các bạn gọi là cái gì cũng được. Còn chuẩn bị để cho chúng ta thấy không có lỗi và chúng ta có thể print đi công tuần s, và chúng ta có thể bỏ cái này ra, công tuần shift k cái này, công tuần s, công tuần đi, và chúng ta thấy là gì nhỉ, nó đã lấy được tất cả các con số ở trong này nhá, rất là hay phải không. Và đấy là một trong các cái ví dụ. Hoặc chúng ta muốn tìm một cái từ nó dài chẳng hạn, đây chúng ta thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nhá, 11 chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể làm như nào, có một cái từ như thế. Thì chúng ta có thể làm gì? A to Z, tức là một cái và nó từ chỉ những cái từ dài 9 trở lên chẳng hạn đến 20, 20, 15 chẳng hạn, 15, 17 gì đấy, công tuần S, công tuần B. Và chúng ta chỉ thấy những cái từ rất là dài mới được xuất hiện ở trong này, đúng không? Và nó phải từ và nó phải chứa các cái chữ ký tự từ A đến Z. Đấy là một ví dụ về các bạn muốn chỉ muốn những cái từ 10 trở lên chẳng hạn, hay là từ 11 trở lên chẳng hạn. Còn tuần đi và chúng ta cũng thấy có chẳng hạn 12 chẳng hạn. Còn tuần đi vẫn là có, và chỉ có một từ duy nhất là dài nhất đây này. Đấy là một vài cái ví dụ về chúng ta sử dụng cái regular expression. Được không? Và bây giờ chúng ta thử tìm những cái từ nó bắt đầu bằng một chữ hoa thì chúng ta làm thế nào. Thì chúng ta sẽ re chấm gì final, và chúng ta đưa vào cái pattern là tất nhiên là r raw string rồi, đúng không? Và cái string này mình tìm chữ là s, đúng không? Và cái nhiệm vụ mình muốn là bắt đầu bằng một chữ hoa thì chúng ta sẽ biết làm chữ hoa nó là a to z, đúng không? Đây cái ngọc vương này có nghĩa là một cái khoảng gì đấy nhá, thì chúng a đến z chẳng hạn, bắt đầu bằng một chữ hoa, đúng không? Và tiếp theo nó sẽ là một cái những cái ký tự, hoặc là chúng ta để là nó là những cái tiếp theo của nó có thể là một ký tự bình thường, hoặc là ký tự word đấy. Nó có ký tự word này thì chúng ta các bạn có thể xem kỹ hơn, và cái tần suất của cái thằng word này nó có thể là bao nhiêu. Tần suất thì chúng ta muốn nó xuất hiện gì nhỉ, chúng ta muốn cái này bắt đầu bằng đây và nó phải xuất hiện những cái thứ này thì tối thiểu là một lần chẳng hạn, và nó có thể dài bao nhiêu tùy ý thì chúng ta để như này, đúng không? Và cuối cùng chúng ta phải muốn nó có một cái chữ space là cái để chấm dứt, cái để chấm dứt là phải có một cái dấu cách này chẳng hạn, ví dụ thế. Và chúng ta thử xem nhé, control s, và chúng ta gán vào cái này cho nó là kết quả chẳng hạn bằng, và chúng ta có thể print cái kết quả này. Thì các bạn biết là nó bắt đầu bằng một chữ a chữ hoa này, sau đấy là các cái ký tự bình thường, và bây giờ chúng ta print kết quả control b, và các bạn thấy là tất cả những cái chữ nào bắt đầu bằng chữ hoa đây này
chúng ta đều lấy được, các bạn thấy là rất là tiện lợi phải không? Và được không nào? Và bây giờ chúng ta chỉ muốn, à bây giờ tôi nói là tất cả những cái từ mà chỉ có hai, thôi được, ta sẽ làm một bài toán đơn giản hơn, nghĩa là bây giờ chúng ta đếm những cái từ dài nhất nhé. Nhưng mà chúng ta biết rồi đúng không, từ dài nhất đúng không, những từ dài nhất của nó thì là gì? Nhưng nãy chúng ta đã nói là bây giờ chúng ta thử lấy một từ, đếm một từ bất kỳ nhé. Re chấm phanon, và cái pattern của mình là gì? Raw string này, và nháy nháy ở đây này, và nó có thể bằng một ký tự bất kỳ đúng không? Và cái tần suất của nó là gì? Tức là cái số lượng của nó có thể là tối thiểu là bao nhiêu đó đúng không? Mà tối thiểu bạn lấy là 2 hay là 3 cũng được đúng không? 2 hay 3 gì đó, 2 hay 3 gì đó, bắt đầu với số 3 hoặc là bắt đầu với số 1 cũng được nhá. Và chúng ta thử đưa vào cái kết quả này. Do đó thì chúng ta, đây tất nhiên là S rồi. Và sau đó thì chúng ta print đúng không? Print kết quả control B. À và chúng ta thấy là nó đã lọc ra tất cả các cái từ ở trong này. Và mình muốn, tất nhiên là nếu mà cái số, nếu mà là cái này mà mình đặt là một cái con số y nào đó chẳng hạn nhé, thì ta cũng có thể tìm được tất cả các cái này bằng đây, cái biểu thức này có nghĩa là chúng ta tìm tất cả những cái từ mà có độ dài bằng tối thiểu là 1 đúng không? Ví dụ bây giờ chúng ta có thể đưa đây là 7 chẳng hạn, là tối thiểu là 7 công tuần bi này, thì chúng ta thấy là những cái từ này nó sẽ số lượng các cái từ càng ngày càng giảm đi đúng không? Mà thí dụ ta đến 15 chẳng hạn, hay là 14, 15, 16 gì đấy, thì chúng ta sẽ được một cái tập rỗng, bởi vì chẳng có từ nào nó dài đến 16 cả, ví dụ như thế. Thì dựa trên cái cách đấy thì chúng ta cũng có thể làm một cái bài toán là tìm một cái từ dài nhất đúng không? Và cho cái con đếm này nó chạy tăng dần lên đúng không? Đầu tiên thì chúng ta đặt y bằng này 1 đúng không? Rồi chúng ta dùng một vòng while đúng không? Bằng true đi chẳng hạn. Và chúng ta sẽ cho cái thằng này nó chạy. Thì tất nhiên những cái này thì chúng ta phải để ở đây là nháy rồi. Và chúng ta phải cộng. Và trong này chúng ta phải đổi nó sang string của y đúng không? Chứ nếu không thì đúng không? Như thế là chúng ta đầu tiên chúng ta cho bằng 1 và chúng ta cho nó chạy. Đúng không? Và đây là cái tập kết quả if này. Và chúng ta phải dùng là if. Nếu mà cái tập kết quả này nó rỗng, len của cái kết quả này mà là nhỏ hơn 1, tức là bằng 0 đấy, hoặc là bằng 0 cũng được, bằng 0 đi cho nó dễ hiểu nhé. Nếu mà cái len này, tập này nó mà rỗng thì chúng ta sẽ break nhé, nghĩa là chúng ta sẽ ra khỏi vòng for. Còn trong trường hợp nó Còn nếu mà nó chưa rỗng thì chúng ta lại tăng y lên đúng không? Nào, chúng ta làm như vậy. Và khi nào mà cái tập này kết quả rỗng thì chúng ta sẽ ra khỏi vòng for bằng cái lệnh break này đúng không? Và ở bên ngoài vòng for thì chúng ta phải bắt đầu phải cho nó y trừ bằng 1, tức là giảm y đi nhá, đúng không? Và sau đó thì chúng ta sẽ có được cái tập, cái độ dài dài nhất của nó này. Copy, lúc là cái string dài nhất thì nó chính là bằng cái này, công tuần v, được không nào? Và chúng ta công tuần s và chúng ta công tuần b, chúng ta lấy được từ dài nhất ngay. Và chúng ta là thấy là với cái cách mà làm việc với regular expression là chúng ta thấy cũng có thấy rất nhiều thứ thú vị phải không nào? Và có một cái cách khác mà rất khá là ngắn gọn để chúng ta tìm ra một cái từ dài nhất của cả một cái văn bản, nó có thể nó có nhiều từ dài nhất, chẳng hạn thì chẳng hạn chúng ta o h g chẳng hạn, m n n chẳng hạn, công tuần s chẳng hạn, công tuần b, thì tất nhiên là chúng ta sẽ ra được cái từ này dài nhất là cái từ này đúng không? Ok, rất là thú vị đúng không nào? Và bây giờ đã đến lúc ta nói một chút về lý thuyết nhé. Như vậy các bạn đã biết là một vài bài tập rồi, một vài ví dụ rồi. Bây giờ chúng ta thấy quan trọng là những cái thứ này, chúng ta làm các cái xây dựng các biểu thức expression như nào. Thì đầu tiên là tôi sẽ nói về đây là đi, đây là ký tự này có nghĩa là gì. Wow, nó không chịu. Thí dụ đây là r bằng này chẳng hạn, ro chúng ta bao giờ cũng để ro đúng không? Đúng không nào? Nhưng mà đi này có nghĩa là các cái con số đấy, hoặc là nó cũng tương đương với con số này, thì nó cũng tương đương với chúng ta thấy là nó cũng tương đương với cái ký tự này nhé, từ 0 đến, nó là cái khoảng đấy, từ 0 đến 9. Nhưng mà tất nhiên nếu ta viết bằng như này thì có nghĩa đây là digit có nghĩa là con số nhé. Ý là chúng ta muốn tần suất của nó xuất hiện mấy lần chẳng hạn, thêm một con số dài 4 ký tự, 4 4 chữ số chẳng hạn, thì đây ta viết số 4 ở đây nhé. Đây chẳng hạn, ví dụ lại nói về cái bài này chẳng hạn, chúng ta mở ra, các bạn thấy không,
Nếu mà file mà chúng ta thay cái ký tự là đi nhé, phẩy s đây rồi đúng không, và ở đây là string nó có đúng không, và chúng ta lấy ba chữ số chẳng hạn thì chúng ta sẽ để đây là gì, nhà chéo đi này, và nó xuất hiện ba chữ số số 3, và các bạn sẽ thấy là gì, công tôn s, công tôn b chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là à, tất cả những chữ số mà có ba chữ số thì nó đều xuất hiện đây 166 này đúng không, đâu cái này còn gì có 166, ở đây 166 đây đúng không, công tôn s. Hoặc là các bạn ví dụ ở đây các bạn cho thêm một cái chữ số nữa, một cái số nữa chẳng hạn 654897 chẳng hạn, công tôn s, thì tất cả những cái số nào mà lớn hơn chẳng hạn là từ 3 trở lên thì các bạn để như này, có nghĩa là từ 3 trở lên công tôn s, công tôn b thì nó sẽ lấy được cả cái số này từ 3 chữ số trở lên nhá, công tôn b được chưa, từ đây từ 3 chữ số trở lên là lấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta lại đảm từ từ 1 chữ số trở lên chẳng hạn, hoặc là từ 2 số trở lên công tôn s thì nó lại lấy được nhiều hơn đúng không, những số 61 là không nào, hoặc là đây là 1 chẳng hạn thì chúng ta sẽ lấy từ 2 thì nó sẽ được ngay, và từ 3 trở lên hoặc từ 4 trở lên công tôn s, công tôn b chẳng hạn thì lấy được một số thôi, ví dụ như thế. Như vậy đây là cái gọi là chỉ số lượng nhé, được chưa. Còn đây chúng ta lại nói về lý thuyết nhé, thì đây là ký tự đi là các cái gì, thì các cái bây giờ nó không chịu ra nhỉ, enter này, ký tự đi này. Thế còn ký tự một cái từ bất kỳ thì thường thường nó là W này, nó chỉ trừ đi, nó không phải là space thì nó là một cái ký tự bất kỳ đúng không. Ồ, cái này khó chịu quá nhỉ, enter đấy nhé, một ký tự. Ví dụ bạn muốn lấy một cái word thì bạn có thể là kết quả này file cái gì, kéo chéo W này công tuần s, là các bạn sẽ, bởi vì cái này nó sẽ không có, không chứa dấu 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 cách, dấu chắn nhá, cái này là không chứa dấu chắn này nhá, đấy công tuần bi này các bạn thấy không, à bất kỳ một ký tự nào nó đều lấy hết nhưng mà không phải là dấu chắn đúng không. Thế còn các bạn muốn cho nó ở đây mà các bạn đề là à, độ dài tối thiểu là một chẳng hạn, một trở lên thì các bạn như thế này thì nó sẽ lấy được tất cả các từ, cái này chúng ta biết rồi đúng không. Thế còn nếu mà các bạn không để cái số lượng này thì có nghĩa là chỉ có một ký tự thôi, công tuần bi và tất cả các ký tự ở trong này xuất hiện thì nó đều lấy hết sạch sành sanh, lo rồi rem ipsum này, nó cứ lấy tắt đúng không. Thế còn nếu các bạn bảo là à, cái word này nó đi với số lượng tối thiểu là một trở lên thì chúng ta sẽ lấy được các cái từ đấy, được rồi. Như cái này chúng ta biết rồi, đây là ký tự nhé. Gkit chúng ta cũng biết rồi, ký tự chúng ta cũng biết rồi. Bây giờ chúng ta thử một chút vào cái email nhé. Chúng ta trong này tôi có để một số cái email mà một số thứ thì email chúng ta thể tìm tất cả các email trong này nhé. Thì chúng ta sẽ thay vì cái chỗ này thì chúng ta sẽ làm một cái biểu thức thường quy khác. Email thì bắt đầu nó, chúng ta sẽ bắt đầu cho nó gì? Một cái email thì nó phải bắt đầu với một cái, bao giờ cũng phải bắt đầu, chúng ta không cho nó bắt đầu bằng số thì chúng ta phải cho nó bắt đầu bằng hoặc là từ A đến Z, hoặc là từ A đến Z lớn đều được đúng không. Một ký tự tiếp theo đấy thì nó là một cái ký tự word bình thường thôi, tức là một cái tự nào đó, và cái này nó có thể là gì, có thể từ một hay là tối thiểu chúng ta phải cho nó hai trở lên nhá. Và tiếp theo nữa, ví dụ như là các bạn nhìn đây này, cái chấm một này, a cộng gmail com thì tối thiểu nó phải có, ngoài cái chữ đầu ra nó còn phải tối thiểu phải có ba chữ nhá. Thì sau đấy thì nó đến một cái chữ A cộng, thì chúng ta viết A cộng ở đây, cộng tuần S. Và sau chữ A cộng thì chúng ta phải lấy à tối thiểu 3 hay là tối thiểu 2 đi nhá, tùy mình thôi, tối thiểu 2 ký tự word nữa nhá. Chúng ta cũng có thể lấy AZ gì đấy nhá, A2Z. Chúng ta lại lấy cái chỗ này chúng ta ném vào cũng được này. Nó có thể là chữ hoa chữ thường, copy công tuần V vào đây. Và cái này số lượng của những cái thứ này thì chúng ta thấy là nó cũng phải tối thiểu gì, tối thiểu 3 đến 2 hoặc 3 tùy các bạn tôi cũng không hiểu, tôi cứ cho nó là 3 trở lên đi được chưa. Tức là đây là chỗ gmail này chẳng hạn, hoặc là cái gì đấy abc.com gì đấy đúng không, thì sau đó thì nó đến dấu chấm thôi nhá. Và tiếp theo là nó đến lại a to z đúng không, công tuần vi, và cái số lượng này thì nó lại là gì, từ 2 trở lên nhé. Thí dụ .vn hoặc .com thì
.com.vn chẳng hạn trở lên đúng không? Mà có thể chúng ta để nó là một ký tự bất kỳ đi. Chấm xong lại đến một dấu ký tự bất kỳ là một cái tự này. Công tố nét trở lên được không? Và chúng ta thử tìm xem nhá, nó được cái gì? Công tố nét và công tố vi. Hoặc là chúng ta để cái tự này. Công tố vi. Wow. Thì chúng ta thấy là cái này được này, cái này được này, cái này được này. Nhưng mà thí dụ ở trong này tôi có cái đuôi này nó không chấp nhận, bởi vì chúng ta lấy hai ký tự cơ, đúng không? Hoặc chúng ta .net.vn chẳng hạn. .vn. Công tố vi này. .net.vn không vào. Nó có thể có chấm nữa chứ. Ta có thể để ở đây là cái như này nhé. Chấm đây là chấm út này, rồi chấm đúng không? Rồi chấm. Như này sẽ có được không? Công tuần bì .net.vn như này đã được rồi. Tôi nghĩ là một cái biểu thức email đây các bạn thấy là cái này được này, nhưng mà cái chấm cái trong này có nhiều thứ nhưng nó không, cái này không được, bởi vì cái này của nó chấm y không là không được nhé. .net.vn nó vẫn được. Hoặc là nếu mà bạn là sc.net chẳng hạn, có khi nó cũng không lấy, bởi vì chúng ta tối thiểu chúng ta cần nó là ba ký tự ở đằng đầu này, công tuần s, công tuần b này, và các bạn thấy chữ c này cũng không vào được. Và như vậy là chúng ta đã qua mấy cái bài đấy bằng những cái lệnh rất là đơn giản. Thí dụ như ký tự này là chỉ từ a đến z và từ a lớn đến a z, còn ký tự này có nghĩa là gì? Có thể bất kỳ cái chữ nào và có cả dấu chấm nữa ở đây. Nhưng nếu chúng ta bỏ đi như này thì cái phần chấm này .net.vn này nó lại không vào được đây này, công tuần s, công tuần b. Mặc dù nhưng mà nếu mà ta thêm dấu chấm vào đây thì có nghĩa là nó có thể có cả dấu chấm ở đằng sau này nữa, có cái phần này có thể có cả dấu chấm, thì chúng ta viết như này nhé. Công tố s này, công tố b, thế như vậy là một cái ký tự, một cái biểu thức để mà lấy các email được không, thì nó cũng rất là đơn giản. Và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải nhớ một vài thứ đây là rồi là cái này là cái gì này, đúng không? Rồi cái này là bất kỳ ký tự nào trừ dấu trắng này. Thế còn dấu trắng thì ở trong đấy thì nó là chữ s này là dấu trắng, đúng không? Hoặc là tôi làm một tiếp một ví dụ nữa nhé. Công tuần S thì chúng ta lấy tất cả những cái, thí dụ như là ở trong nháy đen hoặc nháy kép chẳng hạn, nháy kép chẳng hạn, tất cả cái gì ở trong nháy kép thì chúng ta làm một biểu thức như này. Bây giờ tôi cái biểu thức này để lấy email thì chúng ta khóa lại, bởi vì cái biểu thức này xây dựng nó khá công phu đúng không, không nên xóa đi. Công tuần Shift K. Và bây giờ chúng ta lấy tất cả những cái gì ở trong nháy kép thì cái biểu thức của mình kết quả này sẽ bằng này, ra chấm này, final, và cái gì pattern của mình là gì, R đúng không? Rồi bên này string vẫn là chữ SC này, đúng không? Và trong nếu mà lấy nháy kép thì chúng ta chỉ việc đơn giản là nháy kép. Và tất cả những gì ở trong nháy kép thì chúng ta viết là gì? Chấm sao? Chấm hỏi. Công tuần S. Và chúng ta thử in nhé. Công tuần B. Pam 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 pam. Print chứ. Cái này gọi là kết quả. Công tuần S. Công tuần B. Chúng ta lấy được tất cả gì ở trong nháy kép rồi. Và nếu mà ở chỗ dưới này lại có trong nháy kép chẳng hạn, chỗ này là nháy kép hay là nháy kép chẳng hạn, thì công tuấn bi và chúng ta lấy được hai chữ. Thì bây giờ các bạn muốn lấy cả nháy đơn thì sao? Ví dụ chỗ này là nháy đơn nhé, nháy đơn nháy kép chẳng hạn, cả nháy đơn nháy kép thì sao? Thì nếu các bạn muốn lấy nháy đơn thì sẽ là như thế này. Cái biểu thức này, thí dụ các bạn là có thể khóa cái này lại nhé, đúng không? Và công tuấn shift đi mình tôi copy cái này nhé. Khi mà đang quay hình thì không thể copy nhanh hơn được, chúng ta lại phải copy thủ công như này, công tuần vi. Và kết quả này, nháy kép thì các bạn sẽ chuyển cái thằng này là nháy kép này. Căn phòng nháy kép ở nháy đơn ở trong và ngược lại như thế. Đúng không nào? Nháy kép ở ngoài và nháy đơn ở trong, tất cả những cái gì ở trong nháy đơn thì công tuần vi này. Và các bạn thấy là cái thằng này trong nháy đơn nhé, đúng không? Nháy đơn đây này. Đấy, nếu mà các bạn muốn lấy cả ở nhau nháy đơn, cả trong nháy chạy nháy kép thì các bạn chỉ việc gì? Công tuần C ở đây và các bạn cộng thôi nhá. Công tuần V ở đây. Cho nó đơn giản. Các bạn có thể xây dựng một cái biểu thức khó phức tạp hơn, nhưng mà tôi nghĩ là để đơn giản thì tôi chỉ cộng hai kết quả lại. Công tuần B thì các bạn thấy là cái thằng này cũng được lấy này, cái thằng này cũng được nhặt này. Đúng không? Tất cả cái gì ở trong nháy đơn nháy kép đều nó đều lấy hết. Đấy thì chúng ta sẽ nhặt này. Hết sức là thú vị, đúng không? Đấy là nháy đơn nháy kép. Và có lẽ là tôi sẽ dừng cái video này với cái bài thường quy, và sau phần này tôi sẽ ra một cái bài tập nhé, một cái bài tập hết sức thú vị về cái phần này. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc cái bài. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu một cái
ví dụ khác liên quan gần gũi hơn đến những cái trang web nhé. Đây cái string của mình là nguyên một cái trang web đơn giản, nó là cái trang HTML này. Ở trong này có vài thứ, có title, rồi có một cái div và một cái tag p, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ dùng các cái biểu thức regex để chúng ta lấy thử các cái kết quả với cái string này. Ví dụ các bạn muốn lấy cái title của cái trang web này thì các bạn làm thế nào, thì chúng ta sẽ xây dựng này re.final, các bạn biết rồi đúng không? Và ở trong này cái pattern của mình bao giờ cũng có chữ r và sau đó thì nháy nháy đúng không? Và cái string của mình vẫn là s, được không nào? Và các bạn muốn lấy cái title thì các bạn chỉ việc gì? Copy nó vào đây thôi nhá. Copy vào đây và copy tiếp nữa là cái đoạn cuối của nó là hết title. Và ở trong này các bạn đưa vào cái group như chúng ta đã làm rồi đấy. Rồi chấm này, chấm sao này, chấm hỏi này. Đúng không? Và các bạn để cái này bằng kết quả chẳng hạn, bằng cái này. Và chúng ta sẽ print cái kết quả ra thôi. Công S, công B. À, chúng ta sẽ thấy được cái title chính là chữ regex. Và nếu các bạn muốn làm với lấy các tất cả cái gì của lorem này ở trong cái tag p này chẳng hạn, hoặc ở trong H1 các bạn cũng làm như vậy thôi nhá. Chúng ta sẽ kéo lên và chúng ta thay vì đây là title thì chúng ta sẽ làm là H1 chẳng hạn. Công B thì chúng ta lấy được tất cả những thứ ở trong cái H1, được không?